Hi, video này á, là mình làm là muốn gửi đến cho các bạn đang yêu kính thầy Thích Minh Tuệ, cũng như là các bạn có thể không phải là đạo Phật nhưng lại không đồng ý phản bác cái cách ăn nói của cô Phương Hằng vừa rồi. Thì những cái bạn mà fan của cô Phương Hằng á, thì xem video này làm ơn lướt qua giùm nha. Tại vì mình biết là các bạn vào đây các bạn cũng sẽ nói những cái lời vô tri thôi, tục tiểu nữa. Cho nên là xem cái này thì lướt qua giùm cái, nó không dành cho các bạn đâu. Trước tiên á, là các bạn yêu kính thầy Thích Minh Tuệ, mình nghĩ như thế này, đấy là cá nhân mình thôi nha, tùy các bạn thôi. Vừa rồi á, là do mình thấy á, mình làm một số cái clip á, chỉ là mình nói lên cái quan điểm của mình thôi, nhưng mà bên đấy, bên phe đấy đây, họ lại nhảy vào, họ nói chung là họ lợi dụng cái clip của mình ấy, rồi họ lấy cái tên của thầy để mà họ bôi nhọ thầy, họ dùng những cái từ ví dụ như là ăn xin rồi không làm được gì cho xã hội vân vân, họ cứ lặp đi lặp lại những cái đó đấy, mình thấy cũng phát chán. Thì họ cứ lặp đi lặp lại để nói về thầy như vậy thì mình thấy là không hay, bởi vì cái đó là mình mà, cái clip đó là mình làm, mình nói lên chính kiến của mình thì họ nói mình thôi, chứ việc gì tự nhiên họ lại đi nói thầy hả? Tội nghiệp cho thầy, tại vì thầy đâu có làm gì đâu, thầy cũng chỉ ngồi đấy, thầy cũng chỉ đi tu một mình thầy biết, rồi mình cũng không có thông tin gì, chỉ có là do là cái năng lượng của thầy truyền đến cho mình và mình cảm thấy là mình thay đổi được nhiều thứ, mình cảm thấy mình tốt hơn thì mình cảm ơn cái năng lượng đấy từ thầy và mình gọi thầy. Họ kêu là thầy có dạy gì cho mày hay không mà mày kêu là thầy. Ôi, cái mà thầy dạy à thì họ không có học được, vì vậy cho nên họ đâu biết đâu. So, nên là chúng ta đừng có nhắc cái tên của thầy nữa. Ví dụ chúng ta có thể dùng từ ngài này, dùng từ thầy nè. Ví dụ như là Đức Phật ngày xưa thì mình cũng gọi là ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vâng, còn những bạn mà đại khái là không yêu kính cô, không yêu thích cô Phương Hằng do cái cách nói chuyện của cổ, thì các bạn cũng đừng có nên làm clip để mà nói về nữa, tại vì các bạn đang bị quấn vào trong cái drama của bà ấy tạo ra đấy. Vừa rồi tại vì mình thấy cái talk show của bà ấy thì bà ấy đang quy chụp đấy, bà ấy đang dùng một cái chiêu mà nếu mà các bạn không phát hiện ra đó là các bạn sẽ dễ bị vướng vào lắm. Cái chiêu này là cái chiêu quy chụp, tức là hiện tại đang trong một cái bàn cờ tướng, các bạn thấy ha, cái thế trận là bà ấy bị bao vây ấy, tức là mọi người đều lên clip rồi phản đối cái cách mà bà ấy nói chuyện rồi này kia nọ, không có tôn kính một người tu. Thì bà ấy làm sao giờ, bà ấy đối với một cái người mà mình phân tích là cái người gọi là háo thắng ngạo mạn, có cái tính như vậy thì họ sẽ không bao giờ nhận là họ sai đâu, vì vậy cho nên là họ sẽ tìm đủ mọi cách để làm sao để họ chứng minh là họ đúng. Vì vậy nên cái cách của bà ấy rất là cao thâm nha, nhưng mà cũng hơi bị gọi là nham hiểm và độc ác ấy. Bà ấy quy chụp cho tất cả những người, tại vì bây giờ bà ấy dùng từ vựng này: tôi là người yêu nước thương dân và cái mà tôi làm là vì dân. Vì vậy cho nên là những cái người mà bây giờ nha, bà quy chụp cho cái người mà nói không tốt về bà ấy, nói phản đối bà ấy là Việt Tân. Trong cái talk show vừa rồi đấy, là cái chiêu của bà ấy là như vậy. Rồi các bạn sẽ thấy nha, nếu mà các bạn làm clip mà phản đối bà ấy nha, hoặc là nói xấu bà ấy, thì sẽ có dàn fan của bà ấy sẽ nhào vô trong cái clip của các bạn, sẽ nói các bạn là Việt Tân, là phản động, vân vân. Đấy là họ quy chụp như vậy, có nghĩa là họ gài ra một cái bẫy như vậy luôn rồi. Cái chiêu này cũng ghê lắm. Cho nên là, nhưng mà trong một cái chiêu thì gọi là gì ta? Người ta trong cái 36 kế, mình có đọc với cái quyển sách đấy, 36 kế và 36 đối kế, người ta nói là vô chiêu thắng hữu chiêu, mình không cần chiêu gì hết trơn á. Rồi mình sẽ thấy là cái người có tạo ra cái chiêu đó họ giải quyết cái vấn đề của họ, mình đừng có vào trong đấy. Vì vậy cho nên đừng có làm cái clip gì hết, đừng nói về bà ấy nữa. Cách tốt nhất bây giờ bỏ qua cái tên Phương Hằng đi, cái nào mà cái clip nào mà nói thấy cái tên đây của bà ấy, tẩy chay. Mình dùng cái từ là tẩy chay đấy. Nếu mà tẩy chay là các bạn không xem, không biết, không này kia nọ, thì cái TikTok nó sẽ không có recommend cho mình, đúng không? Hoặc là những cái mạng xã hội nó không có recommend cho mình những cái thông tin đó, thì mình không có xem. Thì mình không xem thì coi như là bạn muốn nói gì thì trả lại cho bà ấy, fan của bà ấy tự xem, mình không có quan tâm. Mình không có, giống như kiểu mình nghĩ như thế này nè. Buổi sáng các bạn đi làm ấy, rồi các bạn đi ra, rồi các bạn thấy các bạn đi làm đi ra ha, rồi con chó của nhà hàng xóm nó sủa, thì các bạn có dừng lại để các bạn giáo huấn nó không, hay là các bạn đi làm luôn? Như mình là mình đi luôn nè, còn nó sủa thì việc của nó chứ, kệ nó, ai làm việc đấy. Nhưng mà
Thầy á, trước đây thầy có nói một câu mà mình cảm thấy rất là đúng trong cái giai đoạn này luôn nè. Có nghĩa là mọi cái là đều có, chúng ta sinh ra như vậy nè, đều có duyên nghiệp hết trơn á. Nó có cái sự mà chiêu cảm á. Tự nhiên tâm mình Phật á, thì mình sẽ hướng Phật. Còn tâm ma thì sẽ hướng ma, hướng theo ma thôi. Vì vậy cho nên là khi mình tâm Phật á, thì mình cố gắng, mình mà cuốn theo cái drama đó thì mình cũng sẽ tự thấy mình sân si hơn. Vì vậy cho nên mình nghĩ là chúng ta hãy tạo ra một cái gọi là một cái chiến dịch ha. Trong cái chiến dịch này chúng ta sẽ lan tỏa những cái sự từ bi, yêu thương cũng như là những cái thay đổi của mình khi mà mình đến với Phật Pháp. Các bạn hãy cùng nhau kể cái câu chuyện của mình, những cái thay đổi tích cực của mình, thay đổi tốt đẹp của mình khi mà mình biết đến Phật Pháp. Hoặc là khi mà thầy xuất hiện thì các bạn từ cái mà những cái lời giảng rất là chân thật của thầy thì các bạn có thay đổi gì trong cuộc sống, thì chúng ta hãy chia sẻ những cái câu chuyện đấy. Mình hứa khi mình xem được những cái mà những cái video này, mình chắc chắn là mình sẽ like, mình support cũng như là mình share, mình repost lại cho cộng đồng, để mà cộng đồng chia sẻ những cái câu chuyện đẹp đẽ thay vì là mình dính vào những cái drama đó. Ok, trước tiên là mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện của mình trước nha. Không, vừa rồi á thì mình làm cái clip á thì họ nói là mình đi theo thầy mà sao sưng quá vậy, vẫn còn sưng lắm. Thì thú thật nha, là mình là một cái đứa là sưng ấy. Tính của mình là một đứa là tính sưng, tức là ai nói mình là mình không chịu đâu. Ai nói mình, tức là phải nói đúng. Ngày xưa á là mình đi chùa để mình cũng nói chung là cũng có duyên với Phật Pháp ấy, tại vì thích mà. Gia đình cũng là theo đạo Phật. Vì vậy cho nên là có duyên với Phật Pháp. Mình cũng đi chùa rồi mình đọc kinh gọi là gì ta? Chú Đại Bi. Chú Đại Bi mà mình học thuộc lòng theo tiếng Phạn này, cũng vào chùa rồi đọc cùng với nhau, cùng với mọi người ấy. Nhưng mà thực sự lúc đó mình không hiểu gì hết trơn ấy. Mình học thuộc vậy thôi, như là học vẹt vậy đấy. Nhưng mà không có hiểu ý nghĩa của nó. Rồi đi chùa rồi thì kia nọ mình cũng đi, giống như đi festival vậy thôi, giống như có lễ hội thì mình đi thôi, chứ không phải thực sự là mình tin nha. Tại vì mình nghĩ là đạo nào cũng là đạo. Lúc đấy mình cũng nói hoài luôn, đạo nào cũng là đạo, miễn sao mình sống đạo đức là được. Nhưng mà khi mà gặp thầy á, không phải là gặp về bằng xương bằng thịt đâu, chỉ là xem video thôi, mà có một cái sự chiêu cảm. Người đâu mà chưa gặp lần nào hết trơn, cũng mình cũng chỉ được giới thiệu thôi, là xem cái clip thôi, là mình tự nhiên mình khóc, mình chảy nước mắt luôn. Tự nhiên mình thấy một cái hình ảnh là mình thấy mình xúc động ấy. Mà đừng có nói nha, đừng có nói là chắc là do là thấy tội nghiệp người đi ngoài đường, đi chân đất đồ này kia nọ. Không, mình đi ra ngoài đường ấy, mình cũng thấy những cái người họ ăn xin ấy, rồi họ cũng bị khuyết tật, thì mình cho tiền thôi, tức là mình giúp đỡ họ thôi, chứ mình không có gọi là tự nhiên mình khóc lóc vì họ. Nhưng mà thầy đâu có gì đâu, thầy cũng đi này kia nọ, nhưng mà mình có cái sự chiêu cảm ấy. Thì đó là cái tính của mình, là mình cái tính là khá, lúc trước là cũng sân đấy, nhưng mà do là biết được Phật Pháp như vậy cho nên là sau đó thì mình biết như thế nào là giữ năm giới. Giữ năm giới là mình nói chung là mình không có gọi là bớt cái tham sân si của mình luôn, giữ được cái năm giới này, không sát sanh này, không nói dối này, không trộm cắp này, không tà dâm này, không uống rượu bia. Uống rượu bia là cũng khó đúng không, tại vì mình đi tiệc á thì lúc nào mình cũng sẽ có một chút xíu cồn ở trong đó, hoặc là uống những cái cocktail thì nó cũng sẽ có pha một xíu cồn. Uống một chai bia thì nghĩ là cũng không có vấn đề gì, nhưng mà tự nhiên bây giờ bỏ luôn rồi, bỏ luôn rồi. Còn cái việc nói dối cũng giống như vậy. Mình nghĩ là ví dụ như có những cái lời nói dối tốt đẹp, nhưng mà thực sự khi mà nghe cái bài mà thầy giảng về nói dối ấy, không có một cái nói dối nào là tốt hết, thì mình nghĩ là không đúng thật luôn. Bây giờ không có một cái lời nói dối nào mà tốt hết. Cho dù là bạn nói dối, ví dụ là người đó xấu, thì bạn phải, tức là mình không phải là nói là người đó đẹp nha, không phải nói người đó xấu mà mình nói người đó đẹp, mà mình nói những cái thực ra là nếu tôi thấy cái này nó không hay lắm, hay là không đẹp lắm. Mình dùng những cái từ nói chung là nó nhẹ nhàng hơn tí xíu, nhưng mà cũng phải thể hiện cái ý kiến, cái chính kiến của mình. Như vậy là tốt đẹp. Vì vậy cho nên là mình mong chờ các bạn cũng sẽ có những cái video chia sẻ. Mình hứa là mình sẽ like, sẽ share các cái video của các bạn, cũng như là các bạn hãy like, cũng như là không cần like đâu, các bạn cứ share cái thông điệp này đi, để cái thông điệp mà mỗi người một cái video lan truyền ở trên mạng, để bớt đi những cái thực tham sân si ở trong cái drama của bà Hằng nữa. Chào cả nhà, mình mới xem lại cái like của chị Hằng. Thì chị Hằng nói có cái bà nào đó mà bà tự xưng bà là cái tổ chức chị Tân.
để lôi kéo chị Hằng. Cái này là chị Hằng nên báo với lại bên an ninh, báo với lại bên an ninh đó, để coi coi người đó là ai. Chứ còn theo như mình nghĩ, một người bình thường có đầu óc bình thường, nếu mà thần kinh ổn định thì không có ai mà tự xưng mình là cái đó rồi đi đến lôi kéo chị Hằng. Cái đó là thật sự. Còn cái thứ hai, thầy Minh Tuệ đang được nhà nước bảo vệ rất là đàng hoàng, và thầy Minh Tuệ đâu có cần ai phải giải cứu, đâu có chuyện gì phải giải cứu ở đây. Thầy Minh Tuệ đang tu hành bình thường và được nhà nước mình bảo vệ rất là đàng hoàng, đâu có vấn đề gì đâu. Còn cái người phụ nữ nào đến lôi kéo chị là chị phải nên báo lại bên an ninh, lại cơ quan chức năng, để tránh ra cái việc mà coi như là lộn xộn. Tránh cái việc lôi kéo nó, cái đó là tốt nhất. Nó theo cái quan niệm của mình nghĩ là vậy, chứ còn theo mình nghĩ mà như chị Hằng nói, có một cái người phụ nữ như vậy thì người phụ nữ đó bảo đảm, không bảo đảm luôn là người đó không thần kinh không được bình thường mới tự xưng mình là như vậy. Ở Việt Nam là một cái đất nước có pháp luật rõ ràng, nếu người nào sai là phải báo với pháp luật liền. Chị Hằng nên báo với pháp luật, đó là cái đó như vậy. Chứ còn mà mọi người cũng nên bình tĩnh tỉnh táo, phải không? Chứ còn thầy Minh Tuệ ông tu đàng hoàng mà ông có dính dáng tới ai đâu, được nhà nước hả đang bảo vệ nghiêm ngặt, phải không? Không có sao hết, thầy vẫn bình thường, vẫn khỏe mạnh, thì đâu có cần gì mà ai phải giải cứu. Việt Nam này là đất nước mà có pháp luật, mà nhà nước bảo hộ người dân đàng hoàng mà, đâu có gì đâu. Mọi người vẫn được quyền tự do này kia, chứ đâu có chuyện gì đó. Còn hai người nào mà hãy có tự xưng mình như vậy là người đó không bình thường, theo tôi nghĩ là không bình thường nha. Người đó thần kinh là không có bình thường. Trời đất ơi. Với lại chị Hằng cũng là một người dân, mình cũng là một người dân, vậy đâu có ai mà có cái quyền bà đó mà đi lại, mà đi chị Hằng chi. Thì bà nói bà thần kinh mới không được bình thường rồi bà mới đi kêu chị ăn. Theo mình nghĩ là vậy thôi nha, góc nhìn của mình nha. Chứ người tỉnh táo chứ không ai mà đi sưng dậy lại khóc lóc làm gì. Cái này là chị nên báo với lại bên an ninh để cho người ta xem lại nha. Ý kiến cá nhân thôi nha. Rồi ngày mới vui vẻ nha cả nhà.